Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với kênh YouTube Phạm Bá Minh. Chia sẻ thêm cho bạn nào chưa biết thì đây là nơi anh chia sẻ những kiến thức của môn toán đến với các bạn nhằm giúp các bạn có thêm một nguồn tư liệu tham khảo để học tập. Nội dung của kênh chủ yếu hỗ trợ thêm cho các bạn về phần bài tập và hướng dẫn cách loại, cách giải. Mong rằng những chia sẻ của anh sẽ giúp các bạn hướng tới kỳ thi tuyển sinh ở phía trước. Đó như là cánh cửa đầu tiên mà các bạn sẽ bước vào trong hành trình tương lai. Và bây giờ, để mở cánh cửa đó, chúng ta sẽ bước đến nội dung của video ngày hôm nay. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào dạng 3 của bài số 4, đó là rút gọn biểu thức. Thì đến với dạng bài này, ta bước vào ví dụ 6. Anh sẽ hướng dẫn các bạn giải ý A. Đó là tính với rút gọn cái biểu thức A này. Căn của A bình phương phần B nhân cho căn của A mũ 6 đúng không? Phần B mũ 3. Rồi các bạn nhân vế theo vế. Tức là căn của A bình phương nhân A mũ 6 này. Phần cho B nhân cho B mũ 3 bằng căn của A mũ 8 phần cho B mũ 4. Và ta tách ra được là căn của A mũ 4 tất cả bình phương trên cho căn của B mũ 2 tất cả bình phương bằng A mũ 4 phần B mũ 2. Vì B mũ 4 và A mũ 4 và B mũ 2 đấy đều lớn hơn 0, được chưa? A mũ 4 có thể lớn hơn hoặc bằng 0. Rồi ta rút gọn biểu thức B nhé. Với điều kiện A bé hơn âm 3. Rồi các bạn nhân vào, được chưa? B mũ 5 thì khi đưa vào dấu căn ta sẽ có được là B mũ 10. Được không? Tại dấu căn này tịch chính là ứng với mũ 1 phần 2 đấy. Được không? Thì lại bằng B mũ 5 thôi. Đó. Thì đó, ta sẽ nhân B mũ 5 vào. Tức là căn của B mũ 10 nhân cho A bình này, cộng cho 2 nhân A nhân 3 cộng cho 3 bình phương phần B mũ 8. Và các bạn rút gọn chính là A cộng 3 tất cả bình đúng không? Căn của A cộng 3 tất cả bình phần B mũ 10 rút gọn cho B mũ 8 là B mũ 2, được chưa? Căn của B mũ 2. Vậy kết quả ta được là trị tuyệt đối của B đúng không? Trị tuyệt đối của B với điều kiện là B phải khác 0. Ở đây đề bài không cho thì các bạn nhớ phải đặt điều kiện. Và A người ta cho là bé hơn âm 3. Ở đây là trị tuyệt đối của A trừ 3. A bé hơn âm 3. Tức là trong căn này, trong trị tuyệt đối này sẽ là dấu âm này. Đấy, vậy khi bỏ trị tuyệt đối, chúng ta sẽ có được là gì? Bỏ trị tuyệt đối, ta sẽ có được là trừ của A cộng 3 phần trị tuyệt đối của B. Được chưa? Với điều kiện là B khác 0 đó. Vậy là ta giải quyết xong biểu thức B. Giờ ta đến biểu thức C. Bằng với điều kiện x lớn hơn hoặc bằng 1. Đấy, thì cái biểu thức này sẽ có dạng như sau nè. Bằng trị tuyệt đối của x trừ 1 phần căn 16 tức là bằng 4. Được chưa? Mà x lớn hơn hoặc bằng 1 thì ta bỏ trị tuyệt đối. Đấy là x trừ 1 phần 4. Ta đến với biểu thức D. Căn của 27 nhân cho x trừ cho 5 tất cả bình phần căn 3. Vậy thì căn 27 rút gọn cho căn 3 đúng không? Vậy là còn căn của 9 nhân cho căn của x trừ 5 tất cả bình. Vậy là bằng gì? 3 nhân cho trị tuyệt đối của x trừ 5. Mà đề bài cho là x lớn hơn hoặc bằng 5.
thì ta bỏ trừ tuyệt đối luôn, được chưa? X lớn bằng 5 thì trong này nó dương này, nó dương thì bằng chính nó, tức là 3 nhân cho x trừ 5. Đấy, khá đơn giản thôi đúng không? Và ta chuyển qua ví dụ số 7 nha. Ví dụ 7, rút gọn biểu thức với điều kiện đã cho và tính giá trị của nó. Rồi, điều kiện là x lớn bằng 4 và ta có biểu thức A. Đấy, tính giá trị biểu thức tại x bằng 4. X lớn bằng 0 nhé, xin lỗi các bạn, điều kiện là x lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy thì trên này ta nhìn rõ là ta thấy nhanh được là cái hằng đẳng thức đúng không? Rồi, anh ghi nhanh luôn là căn của x trừ 1 tất cả bình phần căn của x cộng 1 tất cả bình bằng. Rồi, vì ở đây x lớn bằng 0 thôi nên ta có trị là x trừ 1 này phần trị tuyệt đối của, chắc chắn cái này lớn hơn 0 rồi, tại x lớn bằng 0 và cộng cho 1 lớn hơn 0 nên khi bỏ trị á thì nó bằng chính nó luôn, được chưa? Còn cái bên trên ta chưa xác định được. Nếu x nó rơi vào khoảng lớn hơn hoặc bằng 0 và bé hơn 1 thì cái này là số âm, được chưa? Nên ta chưa xác định nên phải ta phải để trong dấu trị tuyệt đối. Còn ở dưới thì x cộng cho một số dương, căn x lớn hơn 0 rồi, được không? Cộng cho một số dương thì chắc chắn nó dương. Thì khi bỏ trị tuyệt đối nó bằng chính nó, tức là x cộng cho 1. Và giờ ta tính tại giá trị biểu thức của x bằng 4. Tức là ta thay x bằng 4 vào đúng không? Thay x bằng 4 ta có trị tuyệt đối của căn 4 này trừ cho 1 phần căn 4 cộng 1. Vậy là bằng căn 4 là 2, 2 trừ 1 bằng 1 này. Và 2 cộng 1 là bằng 3. Tức là lúc này biểu thức A là bằng 1 phần 3 tại x bằng 4. Rồi, tương tự với câu B, ta cũng có căn của gì? Ở đây anh biến đổi luôn ha. Căn của x trừ 2 bình tất cả bình phần trị tuyệt đối đúng không? Trị tuyệt đối của 3 trừ x cộng cho gì? X bình trừ 1 x trừ 3 với điều kiện là x bé hơn 3. X mà bé hơn 3 thì cái này là dương này, cái này là số dương này, được chưa? Cái mẫu dưới này là dương này. Rồi. Vậy thì lúc này ta ở trong này thì chắc chắn là số dương rồi nên ta bỏ trị á thì là còn x trừ 2 tất cả bình luôn, được không? Tại cái này luôn lớn hơn hoặc bằng 0 thì bỏ trị tuyệt đối ra thì bằng chính nó là x trừ 2 tất cả bình phần gì? 3 trừ x luôn. Đấy, tại vì có cái điều kiện này rồi, được chưa? Nên ta mới bỏ trị tuyệt đối là bằng chính nó. Khi mà x bé hơn 3 thì nguyên cái cụm này nó luôn lớn hơn 0 này. Mà nó lớn hơn 0 thì bỏ trị tuyệt đối thì nó bằng bằng chính nó luôn. Cộng cho x bình trừ 1 phần x trừ 3. Ở đây các bạn quy đồng lên, được chưa? Các bạn quy đồng lên. Đây, chỗ này các bạn khéo léo nhé. Rồi, đây, anh sẽ ghi bằng bút màu ha. Đây, các bạn khéo léo đặt dấu trừ ra trước là còn x trừ 3 này. Thấy cái mẫu giống nhau chưa? Còn dấu trừ này chuyển lên tử. Được không? Vậy là còn gì? Trừ của x bình. Cái này hằng thức ta tách ra luôn. Trừ 4x cộng cho 4 phần x trừ 3. Đấy, ta có cái mẫu chung là x trừ 3 rồi. X bình trừ 1 phần x trừ 3. Vậy là bằng gì? Trừ x bình cộng 4x trừ 4 cộng x bình trừ 1 phần gì? X trừ 3. Và kết quả ta được là 4x đúng không? 4x trừ cho 5 phần x trừ 3. Và các bạn thay cái giá trị tại x bằng
0,5 vào. Đấy, thì ta sẽ được cái kết quả mà đề bài yêu cầu tính tại x bằng 0,5. Rồi, đây các bạn tự tính nhé.